hành tinh có 3 mặt trời lộ diện. Các nhà thiên văn đã phát hiện một hành tinh cách địa cầu khoảng 345 ánh sáng, xoay quanh 3 ngôi sao, hiện tượng cực hiếm trong vũ trụ. Các nhà thiên văn của Đại học Arizona tại Mỹ phát hiện HD 131399AB, tên của hành tinh cách trái đất khoảng 345 ánh sáng và thuộc chòm sao Centaurus. Nhóm chuyên gia ước tính tuổi đời của nó vào khoảng 16 triệu năm. Nhiệt độ bề mặt của hành tinh vào khoảng 580 độ C, với khối lượng gấp chừng 4 lần sao Mộc, tạp chí Science đưa tin. Vì HD 131399AB di chuyển gần 3 ngôi sao, nên nó có quỹ đạo dài nhất so với mọi hành tinh mà giới thiên văn từng biết. Kevin Wagner, nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ nhất và là trưởng nhóm nghiên cứu nói rằng hành tinh này cần tới 1.100 năm để xoay trọn một vòng. Trong phần lớn thời gian của năm trên hành tinh, 3 ngôi sao xuất hiện khá gần nhau trên bầu trời của nó. Do hành tinh xoay và các ngôi sao xuất hiện lần lượt trong ngày, một hiện tượng kỳ thú xảy ra. Cứ mỗi khi một ngôi sao lặn thì ngôi sao khác sẽ mọc. Vì thế, ban ngày trên HD 131399AB sẽ kéo dài gần như liên tục trong khoảng thời gian nó di chuyển trên khoảng 1/4 quỹ đạo, hay 140 năm trên trái đất, Wagner nói. HD 131399AB là hành tinh ngoài hệ mặt trời đầu tiên được phát hiện bởi SPEAR, kính thiên văn tiên tiến nhất thế giới có khả năng phát hiện những hành tinh xoay quanh những ngôi sao. SPEAR tiếp nhận ánh sáng hồng ngoại nên nó có thể quan sát bức xạ nhiệt từ các hành tinh mới ra đời, loại thiên thể mà kính thiên văn bình thường không thể phát hiện. Kết quả quan sát cho thấy, một ngôi sao mang tên HD 131399A đóng vai trò trung tâm, bởi hai ngôi sao kia, HD 131399B và HD 131399C xoay quanh nó. Điểm đặc biệt nữa là HD 131399B và HD 131399C xoay quanh nhau. Cự ly giữa hai ngôi sao này tương đương khoảng cách giữa mặt trời và sao Mộc. Trên thực tế, HD 131399 không xoay quanh cả ba ngôi sao, mà chỉ xoay quanh ngôi sao trung tâm. Hồi tháng 6, các nhà thiên văn của Đại học San Diego tại Mỹ phát hiện một hành tinh xoay quanh hai ngôi sao nhờ kính thiên văn không gian Kepler. Đây là hành tinh lớn nhất xoay quanh hai ngôi sao mà con người từng biết. Nó cách trái đất 3.700 năm ánh sáng và có niên đại xấp xỉ 4,4 tỷ năm, gần bằng tuổi trái đất.